Đây đó thì chúng tôi cũng muốn nói với cô bác anh chị mình đó. Thì cái mà việc mà cậu bé nói đó thì chúng tôi xin xác nhận với quý vị đó thì không khi nào không có. Đó, không khi nào không có. Mà đã có rồi đó thì đồng đạo chúng ta phải làm cái gì đây mới được. Chứ không phải chúng ta nói rằng sẽ có mà chúng ta không có tu không được quý vị nha. Cho nên cậu bé nói có thì cho bây giờ hiện giờ chúng ta phải tu. Chúng tôi xin nhắc lại chỗ này là tại vì hôm nay mới có hai mươi mấy tây tháng 12 à, còn tới gần 4 tháng nữa là gần 4 tháng nữa là nó mới tới cái tháng 4. Mà hồi thời gian đây khoảng cách đây quý vị thấy trong cái những cái lần mà cậu bé tiên tri đã nói qua 4 lần vừa qua rồi thì quý vị thấy có hết rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dạ Nam Mô A Di Đà Phật, cư sĩ Quốc Tạo, xin mến chào chú ba. Phật. Dạ kính thưa chú ba, kính thưa toàn thể chú quý vị, thì sắp đến bước thềm của Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ 25 tháng 11 năm 2021, thì Quốc Tạo cũng có nhân dịp xuống đây để thăm chú ba, cũng tham gia lễ, thì cũng có tâm sự với chú ba đôi điều. Dạ thì chú ba hoan hỷ hôm nay Quốc Tạo hỏi câu hỏi rất khúc mắc, đó là cậu bé tiên tri A Nan nhà Ấn Độ 14 tuổi đã có tiên tri như thế này rất là khúc mắc, bởi vì Quốc Tạo mới hỏi chú ba là vào cậu bé tiên tri vào tháng 4 dương lịch năm của năm sau sẽ tất cả Đông Nam Á phải chịu đối mặt với một trận gọi là dịch bệnh rất là lớn. Vậy theo nhận xét của chúng ta như thế nào giờ chú ba? Nam mô Phật, xin chú ba diễn giải. Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cư sĩ Quốc Tạo và dân hiếu cùng toàn thể cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng thân thương, kính thưa chư đồng đạo, thì hôm nay cũng là cái duyên lành các cháu đến đây để trợ duyên trong cái buổi lễ sinh nhật, buổi lễ là đản sinh của Đức Thầy. Năm người được 102 tuổi thì các cháu đã cũng tâm sự với gia đình và cũng có hỏi lên câu hỏi mà Quốc Tạo vừa để trao đổi qua, thì chúng tôi cũng rất rất làm vui là mình làm thế nào để bảo vệ được cái việc tin tưởng của các cháu đã đến đây, thì dù ít dù nhiều mình cũng phải cố gắng để mà cùng chia sẻ để coi coi lời tiên tri của cậu bé mà 14 tuổi của người Ấn Độ đó có cái hiện thực như thế nào trong thời gian sắp tới hay là không. Thì kính thưa với cô bác anh chị đó, vì ở đây thì Đức Thầy có nói rồi, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy gắng làm lành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đó, vì thế đó là tất cả những gì mà Đức Thầy đã nói và cậu bé đã trình bày thì tôi tin tưởng rằng chắc là phải có. Vì gì quý vị biết đó, từ năm 2019 đến năm hôm nay đó, vì đã gần ngót 3 năm năm qua, thì coi như là cậu bé và những người tiên tri ở trên mạng đó cũng nói rất nhiều cái chỗ mà hợp lý với nhau. Bởi vì những người này đó người ta không có hiểu được cái chuyện là quyền cơ như thế nào, nhưng mà người ta chỉ có học, như cậu bé thì 14 tuổi nhưng cậu bé cũng học học cao và hiểu rộng, nhưng mà đó cũng là cái dấu ngoặc để đánh thức cho tất cả những người mà nhỏ như là các vị thần đồng ngày xưa đi, quý vị thấy cũng như là nước Việt Nam mình ngày xưa đó cũng có những người thần đồng nhí 7 tuổi mà mười mấy tuổi hoặc là 3 4 tuổi đó, thì những thần đồng đó sau này cũng là làm là trạng cho nước Việt Nam, rồi là làm là lưỡng quốc trạng nguyên cho là nước Việt và nước Trung Quốc.
thì cô bác anh chị mới thấy rõ ràng đây là cái sự hiển nhiên rồi. Thì hôm nay thì quý vị đã biết đó, thì đất nước của chúng ta cũng là trong cái sự khó khăn về bệnh dịch, nhất là bệnh dịch, vì đây là cái sự mà tiên tri mà Đức Thầy đã nói đó, kể từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung đó, quý vị thấy rõ ràng đi. Thành ra tất cả những cái gì mà Đức Thầy nói cũng đã có, và những lời của các cậu bé nói và các vị mà tiên tri trong cái thời gian này á, đều trùng khớp với nhau để đem lại cái niềm tin cho cộng đồng xã hội. Mà theo chúng tôi nhận thức đó, nếu mà những lời của cậu bé nói đó, thì chúng tôi thấy rằng cô bác chúng ta có niềm tin hơn, là dầu cho cậu nói nhưng mà cô bác vẫn nghe và thấy được. Thì cô bác, những người mà chân tu tâm đạo đó quý vị, người ta tu dữ lắm, nó thật sự với cô bác đó, người ta sợ, ta sợ rằng khi bệnh dịch đến đó, rồi người ta không biết như thế nào, có ai giúp đỡ cho cái nguồn bệnh này hay là không. Mà hơn nữa đó quý vị thấy rõ ràng đó, thì trong cái thời gian vừa qua đó, nó thật sự đó, thì đất nước Việt Nam của chúng ta cũng có những cái khó khăn trăn trở, và nói chung lên là cả thế giới đều là phải gặp những cái sự là khủng khiếp hải hùng. Như cháu Quốc Tạo hỏi chứ, nghe cậu bé tiên tri nói rằng tháng 4 Tây sắp tới sẽ có một trận dịch đó là hơn những cái tháng vừa qua có hay là không. Thì thưa với quý vị đó, theo chúng tôi nghĩ đó chắc cũng phải có rồi. Bởi vì nghe cô bác người ta nói cái mà biến chuẩn của cái bệnh dịch sắp tới này đó, nó sẽ gấp bằng 10 lần của con mà COVID 19 vừa qua. Đó, người ta nói như này nè, mình cũng nghe cô bác ta nói, mình không biết có sự thật hay không. Nghe cô bác ta nói đó là khi mà con bệnh dịch này mà biến chứng rồi đó, thì nó không có từ ai hết trơn trời á, miễn mà người nào mà bệnh á, có bệnh nền đó, mà nó đi vừa qua rồi đó, thì nó sẽ nhập vô trong con người đó luôn đó. Và rồi người ta bữa hổm tôi có mấy bữa đó, tôi cũng sợ nữa, nghe nó nói vậy đó, tôi nói như vậy là thôi, mình lớn tuổi rồi, mình đi ra đi đó thì mình phải lấy mặt kiếng á, để mình mang vô, đừng cho nó, đừng có cho vô mắt mình. Nhiều khi mình cũng có cái suy nghĩ nha. Thì sự thật quý vị đó, thì người ta nói là con biến chủng của con bệnh dịch thời gian tới đây của tháng 4 mà Tây sắp tới đó, thì nó rất là nguy hiểm nhất, không phải riêng một nước nào mà nói chung là cả thế giới. Quý vị thấy đâu, nếu mà cả thế giới như thế rồi thì đồng đạo chúng tôi và quý vị phải làm thế nào? Thì bây giờ chúng ta nghe được rồi, thì tháng này mới có tháng 12 Tây à, thì còn tới hơn 4 tháng nữa, thì đồng đạo chúng ta giờ bắt đầu chúng ta có một cuộc nhịp cầu thân ái đi, phải không? Đó là cái gì, chúng ta nghe được cái cậu bé tiên tri nói về bệnh tật, thì bây giờ chúng ta phải có một cái nhịp cầu thông cảm cho nhau, mà không phải là sợ chết mà chúng ta mới tu, mà đây là chúng ta tu để chúng ta có thể tránh những cái sự hãi hùng do thiên thiên là nhiên đã gây gây nên. Cũng như vừa qua đấy, quý vị thấy không, Đức Thầy nói thì đâu phải có rồi, Đức Thầy nói trong quyển ba thì mình đọc tới đọc lui để cho cô bác mình nhớ đó, thì Đức Thầy nói rằng no chiều rồi lại đó mơi, dương trần sắp dướng bình trời từ đây. Thì quý vị thấy rõ ràng nó là những lời tiên tri mà chính giáo lý Đức Thầy đã nói ra cho đồng đạo chúng ta nghe được để chúng ta tu. Thì hôm nay á, sẵn cái dịp mà cháu Quốc Tạo hỏi vấn đề cậu bé nói đó, nó có một cái niềm là liên quan nào đến cái thời gian bệnh dịch tới hay là không, thì tôi tin tưởng rằng chắc chắn phải có rồi, bởi vì cậu này cậu đã tiên đoán rất sắc sảo và làm cho tất cả mọi người trên thế giới đó ha, đều phải là nể nang cậu bé này luôn. Thì quý vị thấy đó, thì chúng tôi nó không phải nói mình nghe lời thầy rồi, thì mình phải có cái bổn phận và trách nhiệm làm thế nào để
cho là cái sự đau khổ của nhân loại nói chung, của đồng bào xã hội dân tộc nói riêng. Làm thế nào để khuyên cô bác anh chị mình phải cùng nhau đồng hành mà ráng ráng lo tu, chứ không chớ nói thật chứ quý vị đó, như cái thầy nói đó, cả là kẻ thưa dương gian đó khó nổi thung dung, người bảo ác thì không toàn tánh mạng. Ở đây là chỗ này Đức thầy nói là không phải là nói cho người tu đâu, thầy nói người có tu được rồi thì tất cả những cái tai biến hãi hùng nó sẽ được đi qua. Rồi những cái người mà chưa hiểu đạo mà họ còn lâm dấp vào một hoàn cảnh nào đó đặc biệt, không tin tưởng Phật trời thì họ sẽ bị khổ sau này. Cũng như cô bác anh chị mình thấy đó, Đức thầy đã nói rất nhiều, nó rất nhiều, nhưng mà chúng tôi thì chỉ gặp là các cháu đó thì chúng tôi cũng rất tâm sự với các cháu luôn, là tại vì mình chỉ khuyên cô bác thôi, thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi. Đức thầy nói đó có quý vị, thấy không? Đức thầy nói rõ ràng, đây là Đức thầy mình nói, chứ không phải là tôi nói. Đức thầy nói thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ đến hồi khổ não. Mà bây giờ có khổ hay không khổ là chính đồng đạo chúng tôi và quý vị phải quay lại cái là sự cố vừa qua, coi coi hiện giờ đất nước của chúng ta nói riêng, cả thế giới nói chung, có những cái tai biến hãi hùng là do bệnh dịch hay không. Nếu có tai biến hãi hùng do bệnh dịch á, thì chúng tôi mong sao cô bác anh chị của mình nên mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Tại vì sao mà đồng đà, sao mà chúng tôi đọc câu giảng này với cho cô bác anh chị là chúng tôi muốn làm sao cô bác anh chị đồng đạo của chúng mình hãy nghe lời Đức thầy đã dạy. Vì Đức thầy nói rồi, khuyên chúng sanh hãy ráng làm lành, miễn mà mình làm lành được rồi mình tránh đi những cái sự khổ, mà làm lành rồi đó thì mình sẽ vượt qua những cái tai biến khủng khiếp trong cái thời gian nào đó. Như gì là văn thù Bồ Tát mà quý vị, luôn luôn lúc nào và long thần hộ pháp lúc nào cũng gia hộ cho toàn thể tất cả đồng đạo chúng ta trên bước đường hành thiện. Hành thiện thôi chứ đừng nói là chúng ta là tới phân tu, chỉ hành thiện thôi là chúng ta sẽ được là chư vị thánh thần gia hộ cho đồng đạo chúng ta trên bước đường tu tập đó. Cho nên ở đây đó thì chúng tôi cũng muốn nói với cô bác anh chị mình đó, thì cái mà việc mà cậu bé nói đó thì chúng tôi xin xác nhận với quý vị đó thì không khi nào không có đó, không khi nào không có, mà đã có rồi đó thì đồng đạo chúng ta phải làm cái gì đây mới được, chứ không phải chúng ta nói rằng sẽ có mà chúng ta không có tu không được quý vị nha. Cho nên cậu bé nói có thì cho bây giờ hiện giờ chúng ta phải tu. Chúng tôi xin nhắc lại chỗ này là tại vì hôm nay mới có hai mươi mấy tây tháng 12 à, còn tới gần 4 tháng nữa, là gần 4 tháng nữa là nó mới tới cái tháng 4. Mà hồi thời gian đây khoảng cách đây quý vị thấy trong cái những cái lần mà cậu bé tiên tri đã nói qua 4 lần vừa qua rồi thì quý vị thấy nó có hết rồi nha. Trong cái có đó rồi thì chúng ta phải tin tưởng rằng những gì mà cậu đã suy tư và ngồi quán tưởng lại hình thể của con bệnh này như thế nào, vì nó biến, gọi là biến biến thể rồi, biến chủng rồi, nó biến chủng tức là không còn phải như ngày xưa nữa đó. Nó biến chủng là con này nó dữ lắm luôn, cũng như hồi xưa đó thì quý vị thấy đó là bệnh COVID thì chúng ta chỉ nói ít ít thôi, nhưng mà qua cái thời kỳ kế đó cây cái nó biến chủng ra con khác, mà có thuốc chích vô rồi cái nó biến chủng cái nó làm qua con khác nữa nha. Nhưng đó là nhà nước người ta cũng là các vị mà nhà khảo cứu về y học đó, người ta cũng nghiên cứu dữ lắm luôn đó. Người ta làm thế nào để cho có thuốc để mà điều trị cái bệnh này cho dời đi, dời đi một phần nào để cho đồng đạo chúng ta là có phương tiện để mà sinh sống và làm là ăn trong cái thời gian sắp đến. Mà quý vị thấy đó, không phải mình nói đó, chính phủ người ta lo lắm á, thấy không?
cũng như ngày xưa đó, cách đây chừng khoảng 4 5 tháng về trước, quý vị thấy không? À, nhà nước cũng là theo dõi những cái là biến chủng này, rồi cái nhà nước cũng phải lo như thế nào để dùng phương tiện cách ly này kia nọ đó, thì sau này nhà nước suy tư lại không được. Miễn mình cái dùng phương tiện cách ly này đó thì nó khó cho cái kinh tế xã hội của nước nhà. Bây giờ thôi, bây giờ nhà nước á, mới cho đồng nhân dân nha, cũng như đồng đạo của mình thôi, phải cùng sống chung với lũ, dầu cho lũ quét tới đâu nha, mưa mưa bão tới đâu, hay là những cái thiên tai dịch địch họa như thế nào, thì người dân cũng phải chung sống như thế đó. Để gì? Để có một cái ngày ngơi nghỉ, rồi để có phương tiện để mà phục vụ cho là công nông nghiệp đó, hay là để làm thế nào cho kinh nền kinh tế của nước nhà càng ngày càng phát triển thêm lên. Cho nên này nói thật câu bác anh chị đó, cách mấy tháng về trước là chúng tôi ra đường chúng tôi buồn buồn thiêu luôn đó, nó thiệt là buồn thiểu luôn đó đó cho nó thì thấy gì đâu mà đi ngó đằng trước thì là vắng que, ngó đằng sau thì không có người ta nữa, rồi xe chạy lái gai một hai chiếc này kia nữa không, mà bây giờ ra đường rồi quý vị ơi thấy ngon lành, thấy không, thấy cô bác người ta đi làm công ty, rồi thấy cô bác ta chạy, rồi thấy các xe đò thành phố Hồ Chí Minh đi về đường tỉnh này tỉnh kia nữa, cái cô bác thấy vui không? Đó, gì đó gì vậy, vì chúng tôi và quý vị đã nghe được lời của Thủ tướng Chính phủ nói rằng mỗi người cần bảo vệ cho nhau, rồi giữ mỗi người phải giữ khoảng cách, rồi giữ 5K như thế nào để cho cái bệnh dịch Covid dời đi, để cho là xã hội càng ngày càng phát triển về kinh tế xã hội. Thì trong cái những phương tiện đó đó chúng ta đã làm được rồi, thì bây giờ cậu bé cậu nói đi nha, cậu tiên tri đi, thì chúng ta không phải là sợ rằng việc đó đến mà chúng ta không có tu được, vì chưa đến mà chúng ta tu trước rồi đó, thì quý vị thấy ngon lành đi, vì Đức Thầy có nói rồi, thấy không, là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ đó. Hay là có hậu này gắn lập lấy thân đó. Có cái chữ đau khổ bệnh tật này kia nọ gì đó, thấy xã hội đang quằn quại trên những là vết thương đau, thì đồng đạo chúng ta những người còn vui còn khỏe còn sống tương lai với mình, còn tu tập đầy đủ rồi cái phương tiện mà chúng ta làm, thì chúng ta nên cố gắng để mà lo tu nha. Vì ở đây thì mình nói ra cái bệnh thì nó khác hơn, mà đọc câu giảng Đức Thầy cho nó, cô bác anh chị mình thấy cho nó vui để mà chúng ta tu đó. Thầy nói sao trong quyển ba quý vị, Thầy nói tu cho qua cửa Diêm Phù, bởi vì mình ở đây nè, không phải Diêm Phù tức là cõi âm hay dưới quy cái gì hay phải không, mà cõi Diêm Phù Đề này là đã tức cõi ta bà này đó. Mà Đức Thầy nói sao, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ. Nó tịnh độ vui là gì, tịnh độ vui tức là nhàn nhã, nghe là không buồn phiền cho nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau, tức là Đức Thầy nói đó là cõi tịnh độ lắng đều thong thả, không buồn rầu lo sợ chẳng màng, thấy không. Mà bây giờ chúng ta sợ bệnh mà chúng ta không tu thì không được, thấy không, sợ bệnh mà không tu là khổ nữa đó, nó khổ thiệt đó chứ không phải là khổ vừa đâu nha. Vì thế mà thôi giờ cô bác anh chị ráng đi, cũng như có vài đồng đạo đến nhà tâm sự với chúng tôi, nói chú ba ơi thấy mà thấy đời khổ quá mình tu kịp không. Tính à, mấy đồng đạo hỏi cái này đó cũng là thấy là ngại ngại cho quý ngang, tại vì quý vị biết không, Đức Thầy nói đó, nếu không tu nha, nếu không tu á chừng khổ cũng ưng, thấy không, chi cho bằng ta sớm lo toan, bây giờ phải cố gắng lo tu đi, đi tu đó, để cho Đức Thầy nói là tu cho qua cửa Diêm Phù. Chúng tôi nói là Diêm Phù là tức là cõi Diêm Phù Đề này, chứ không phải là Diêm Phù là thường thường ta nói là ở Diêm Phù, không phải nha, mà ở đây là tu cho qua cửa Diêm Phù khỏi xa địa ngục. Quý vị thấy ở thế gian này có địa ngục không? Đó, không biết cô bác anh chị mình có suy nghĩ chỗ này không nha, chứ theo cái phần mà tu tập của chúng em đó thì chúng em thấy rõ ràng là ở cõi Diêm Phù Đề này là cõi là ao tù. Vì thầy nói nè,
cảnh thế gian, dường thể chốn ao tù, trong biển khổ có mấy ai mà thác đặng. Quý vị thấy rõ ràng không? Có hết. Mà tại vì chúng ta đọc giảng rồi chúng ta không có là tìm cái nguyên nhân câu giảng của Đức Thầy, rồi chúng ta thấy cái gì nó cũng có cái mà chúng ta ngại ngại hết, thấy không? Cho nên thôi bây giờ đừng ngại nữa, trời đã thắt rồi quý vị ơi, hãy lo tu đi, hãy lo tu đi, chứ để làm thế nào bảo vệ được cái sự nguồn sống mà Đức Thầy nói đó, đem nguồn sống mới cho nhân loại, để tiến lên cõi đại đồng. Đây là một sự chung thực mà người đã biết tu phải cố gắng làm thế nào thực thi đúng theo lời giảng của Đức Thầy. Và nếu mà chúng tôi và quý vị hôm nay sống ở cõi đời hạ quân mà phát này rồi, mà nghe được lời giảng Đức Thầy tiên đoán những gì sắp đến cho ngày mai, thì đồng đạo chúng ta hãy tiếp nó lại một là hành trang nào đó để chúng ta tu, chứ chúng ta đừng có để rằng thiên cơ đến rồi chúng ta tu không có kịp. Đó, cho nên có đồng đạo hỏi bây giờ mình tu kịp không? Dạ thưa kịp, là chỗ này Đức Thầy nói đó, ông bà nói chứ, tu nhất kiếp thì ngộ nhất thời. Mà Đức Thầy nói đó, có hội này gắn lập lấy thân. Hội này là hội gì? Hội này là cô bác đồng đạo nhân sinh chúng ta đang bệnh khổ, mà tất cả những nhà tiên tri trên thế giới này họ đều xác nhận rằng đời sẽ khổ gấp 100% cho ngày mai. Thì bây giờ chúng ta đợi gì mà chúng ta không tu? Cho nên á, để mà chúng tôi và quý vị có một cái hành trang để mà cùng nhau tu tập đó, thì chúng ta hãy nhớ lời thầy dạy nha. Chỉ một kiếp đó, chỉ một kiếp là sao quý vị? Tại kiếp là kiếp này nè, mình sống nè, mình tu nè, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi, không còn nha, không còn đắm chìm trong sáu nẻo luân hồi nữa. Mà chúng tôi và quý vị đồng nghe lời Đức Thầy dạy, như thầy nói sao cô bác, mà đồng đạo chúng ta không tu, bây giờ sao chúng ta không có nghe cậu Anan này đi, mà chúng ta nghe lời thầy thôi. Thầy nói là thân ta, ta chẳng tiếc chi, miễn cho ba tánh nạn gì cũng qua. Là quý vị thấy không, Đức Thầy hết sức hạ mình để mà chia sẻ và cùng nói lên những gì trong tâm niệm của người trong cái thời gian ngày tiền bá nền đại đạo. Thì nhân hôm nay cũng là ngày sinh của, gần tới ngày sinh của Đức Thầy, thì chúng tôi mong sao cô bác hãy quay lại tâm tư và nguyện vọng của chính mình. Cách đây 102 năm, người đã hy sinh cả cuộc đời của Ngài như thế nào để đem lại hạnh phúc cho toàn thể mọi người, và làm thế nào muốn cho tất cả cô bác đồng đạo chúng ta hãy chung tay cùng nhau bước vào con đường tu giải thoát, thì Đức Thầy mới được vui. Mà Thầy vui được rồi đó, thì đồng đạo chúng ta thấy rằng ông bà cụ quyền thác tổ cũng ta cũng được nhẹ nhàng về cảnh giới thiên đàng để cùng chung trong sự hạnh hưởng cho nhau trên bước đường tu tập. Đến đây thì em giáo không biết nói sao hơn, chỉ cầu mong sao cô bác anh chị của mình mở tâm linh như lời thầy dạy, mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng. Nam mô A Di Đà.